chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào cô Vân Anh và quý khán thính giả của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng biết là giấc ngủ rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta cũng như là cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên ngày hôm nay bác sĩ Hồ Ngọc Minh trình bày với chúng ta một cái đề tài nói về giấc ngủ, nhưng mà bác sĩ Hồ Ngọc Minh lại dùng một cái tựa đề rất là hấp dẫn, đó là giấc ngủ vàng, để nói lên cái sự quan trọng, cái sự quý giá của giấc ngủ của chúng ta. Thì mời quý vị theo dõi bác sĩ Hồ Ngọc Minh trình bày sau đây. Thực sự ra thì chúng ta nghĩ rằng là hồi xưa tôi nghĩ là có nhiều người như vậy, mà chính bản thân của tôi khi chúng tôi còn trẻ đó thì mình nghĩ rằng là trời, ngủ như vậy thì nó tốn phí thời gian rất là nhiều, đúng không? Mình 1/3 cuộc đời của mình là để đi ngủ. Hồi còn trẻ thì tôi nghĩ là tại sao phải ngủ như vậy, và nếu một ngày nào đó tôi phải làm ra một cái phát minh nào đó để thiên hạ khỏi ngủ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái giấc ngủ nó rất là quan trọng. Có nhiều người nghĩ là chúng ta không cần ngủ nhiều, như ví dụ như là ông tổng thống tân cử của chúng ta, tức là ông Donald Trump, ông ngủ một ngày có 3-4 tiếng gì đó. Nhưng mà khoa học cho thấy rằng là trên thực tế chúng ta cần một ngày trung bình là từ 7-8 tiếng để mà cơ thể chúng ta nó có thể bồi dưỡng, bộ não của chúng ta nó có thể tẩy sạch những cái gọi là những chất dơ, hoặc là tẩy sạch những cái dữ kiện nào không cần thiết cho cái cơ thể của chúng ta, cho cái bộ não của chúng ta. Thì cái giấc ngủ nó rất là quan trọng, và trong khi mà chúng ta ngủ như vậy thì những cái hormone nó gọi là cái growth hormone, tức là hormone tăng trưởng, nó sẽ tăng cao, nó làm cho những cái tế bào của mình nó được khỏe hơn. Ví dụ bây giờ những cái trẻ em đang tuổi dậy thì chẳng hạn, khi mà ngủ được như vậy thì thực sự ra là những lúc đó là em bé, những cái thanh niên đó mới lớn được. Tức là mình nói là tại sao mà họ những cái đứa mà khoảng teenager nó ngủ rất là nhiều là như vậy. Thì người ta để ý là mình nói là người càng lớn tuổi thì càng ngủ ít. Trên thực tế mình cho cái chuyện là chuyện bình thường, nhưng thực sự nó không bình thường. Mình nói là tại sao người già 70-80 tuổi có khi họ chỉ ngủ vài ba tiếng một ngày, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thực sự không phải bình thường. Cái trung bình là tối thiểu vẫn phải rằng là 7-8 tiếng, và ít nhất là phải là 6 tiếng. Nếu mà chúng ta ngủ ít hơn 6 tiếng đó thì cái khả năng mà bị bệnh tim mạch, bị ung thư, bị cao máu, bị tiểu đường nó sẽ tăng cao. Cho nên chúng ta làm thế nào cũng phải ngủ cho được là từ 6-7 tiếng tối thiểu. Thưa bác sĩ, như vậy nói là buổi tối chúng ta ngủ 4 tiếng, rồi ban ngày chúng ta ngủ thêm 2-3 tiếng nữa thì có được hay không? Hay là phải là một giấc ngủ đêm dài 6-7 tiếng? Nếu mà được thì chúng ta nên ngủ là một giấc đêm dài 6-7 tiếng, ngay là ngon giấc thì nó mới tốt. Còn nếu mà kẹt lắm á, thì đúng, thì chúng ta có thể ngủ bù 1-2 tiếng trong ngày thì cũng được. Dạ vâng, nhưng mà mỗi ngày chúng ta phải làm sao, cố gắng làm sao để ngủ từ 7-8 tiếng, dạ, bác sĩ. Dạ, chúng ta thấy là các bác cao niên lớn tuổi thì nói là lớn tuổi tự nhiên không ngủ được, ngủ rất là ít. Thì bác sĩ thấy là cái điều đó là cái điều đương nhiên, cơ thể chúng ta lớn tuổi thì phải ngủ ít, hay là chúng ta vẫn phải ngủ từ 7-8 tuổi, 7-8 tiếng? Dạ. Nghĩa là mình không nói chữ vẫn phải, nhưng mà mình là khuyên là nên cố gắng nha. Tại vì cái lý do là lý do nghiên cứu nó cho thấy là lý do tại sao chúng ta ngủ ít không phải là vì lý do thì khi mình càng lớn tuổi đó thì những cái hormone trong người của mình nó càng giảm, nhất là hormone về sinh lý. Ví dụ bây giờ bên người đàn bà thì những cái hormone về estrogen chẳng hạn nó giảm, bên đàn ông cũng vậy, cái hormone testosterone nó giảm. Thì nghiên cứu cho thấy là những cái hormone về sinh lý mà khi nó giảm đó thì nó làm chúng ta mất giấc ngủ, chúng ta ngủ không ngon. Đó thì đó là những cái lý do mà chuyện đó nó mình cho là chuyện bình thường. Hồi trước mình không hiểu tại sao mình cho là chuyện bình thường, nhưng mà cái đó nếu mà chúng ta có thể gọi là chúng ta có thể làm cho tình trạng nó khả quan hơn, quý vị nên đi khám bác sĩ để coi thử là những cái hormone của mình nó bình thường hay không. Nếu mà không có bình thường thì có thể nào chúng ta có cách nào để chúng ta làm cho nó tăng lên được hay không? Thì cái đó sẽ có những thuốc men, và khi mà chúng ta nói chuyện bác sĩ nha. Nhưng mà
Có những cái bí mật rất là đơn giản. Thí dụ bây giờ nghiên cứu cho thấy là chúng ta tập thể dục thể thao. Thực sự khi mà chúng ta tập thể dục thể thao nó có hai chuyện. Đúng là mình nói là trái tim mình nó khỏe hơn này nọ, bắp thịt nó khỏe hơn, nhưng một chuyện khác cũng nó đi theo cái chuyện đó. Tức là người ta thấy là khi chúng ta tập thể dục thể thao thì cái gọi là cái level, tức là cái mức độ mà hormone về sinh lý của mình nó cũng tăng lên. Khi mà tăng lên như vậy thì chúng làm chúng ta ngủ ngon. Dạ vâng, tức là làm sao thì làm đủ mọi cách nào mà mình cảm thấy thích hợp để làm sao để mình ngủ được, mình hiểu Đó thì sao? đó, mình nói chuyện tập thể dục thể thao rồi, nhưng bây giờ có những cái chuyện khác nữa là chúng ta làm thế nào mà để, ý tôi muốn nói là cái giấc ngủ của mình nó quan trọng, như mình coi nó giống như là một cái gọi là một cái chương trình mà hàng ngày chúng ta phải phải theo đuổi, làm thế nào để mình đạt được cái giấc ngủ như vậy. Thực sự lúc đầu thì nó hơi khó khăn, nhưng mà sau đó nó trở thành thói quen. Chúng ta sẽ tạo cho mình một cái thói quen. Thí dụ chẳng hạn như là người ta khuyên là bây giờ trước khi đi ngủ 1 tiếng đồng hồ, chúng ta nên có những thói quen như mình ngồi xuống, mình ngồi thiền. Có khi mình ngồi thiền chừng 10 15 phút chẳng hạn, hít thở đều đặn ha. Hoặc là tới cái giờ đó thì chúng ta dẹp hết TV, không có iPhone, iPad, dẹp hết nhá, không có coi movie trong khi mà chúng ta trước 1 giờ chúng ta đi ngủ. Thì những cái người ta khuyên là khi mà chúng ta dùng những cái loại mà iPhone, iPad như vậy, hay là cái ánh sáng mà từ trong những cái iPhone, iPad như vậy, thì nó ảnh hưởng tới cái võng mạc của chúng ta, nó vào trong cái bộ não chúng ta, nó sẽ làm chúng ta có khi ngủ, nhưng mà ngủ không ngon giấc. Không những như vậy, nhưng mà nó làm cho chúng ta lầm tưởng rằng là cái 2 giờ đêm nó giống như là 2 giờ trưa, trở lại chừng mình ngủ giấc trưa. Thành là cái khi đó cái sự rối loạn nó không làm cho mình ngủ được ngon giấc. Ok. Là chuyện nữa, và những cái chuyện gì mình bực bực dọc này nọ đó, trong ngày, những chuyện mình nghĩ là mình chưa làm chưa xong, thì chúng ta thường thường trước khi đi ngủ thì nên viết nó ra. Đó, ở ngày mai tôi phải làm gì, ở ngày mai tôi phải trả tiền bill, tiền điện thoại, tiền này nọ, thì viết nó ra. Nhưng mà đừng phải suy nghĩ nữa, đừng nói là tôi ngày, đừng có để nó trong đầu. Sau đó mình viết nó ra thành một danh sách rồi dục nó qua một bên là xong, là ngày mai hẳn tính rồi. Cái bây giờ đi ngủ cái đã. Thì cái đó là chuyện thứ nhì, nó cũng tăng cái mình ngủ dễ hơn. Chuyện thứ ba nữa là khi mình đi ngủ thì tắt đèn hết. Người ta khuyên là không có nên bỏ đèn gọi là mờ mờ gì ở trong Tắt trong hết. tắt hết, thì nó sẽ làm cho mình dễ ngủ hơn. Rồi chuyện nữa là người ta khuyên là nên đi ngủ đó thì càng lạnh càng tốt. Mình Việt Nam mình cứ sợ là mình đi ngủ thì mình phải đắp chăn cho nó ấm Chờ này ấm. nọ nha. Thực sự tin tôi đi, có khi quý vị mà tôi thử rồi, bữa nào mà tôi mặc áo len rồi trùm chăn cho ấm đó, thì tôi ngủ không có ngon giấc. Nghiên cứu cho thấy là khi mình ngủ á, thì cái gọi là cái nhiệt độ cơ thể của mình nó phải giảm xuống. Khi nó giảm xuống á, thì nó làm cho mình dễ ngủ hơn. Nếu mà quý vị sợ lạnh, thực sự cái phần cơ thể mà chúng ta cần phải phải giữ ấm lại là 2 bàn chân của mình, cái đôi chân của mình, chứ không phải là cái phần ngực của mình. Mình sợ là khi cái phần ngực mình nó lạnh thì mình bị cảm cúm, không phải nha. Thì người ta khuyên là mình nên mang Mang tất vừa. đi ngủ, hoặc là mặc quần cho ấm. Còn lại á, thì làm sao cái phần cơ thể trên của mình á, nó phải mát, nó càng mặc càng nhẹ càng tốt nha. Thưa bác sĩ, nếu mà những người mà ngủ ban đêm mà ngủ ít như vậy, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe phải không bác sĩ? Dạ đúng, cái chuyện đó có một số người mình nghĩ rằng là ngủ càng ít càng tốt để mai mốt rồi mình ngủ bù. Nhưng mà mai mốt rồi là khi nào, đúng không? Tức là cái giấc ngủ ngàn thu của mình thì lúc đó có khi cái giấc ngủ đó nó sẽ tới rất là sớm nha. Cái nguyên tắc là nếu mình ngủ nhiều đó thì mai mốt mình đỡ ngủ cái giấc ngủ dài đó. Thì cái chuyện đó nó rất là quan trọng. Thưa Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Giấc ngủ rất quan trọng trong đời sống của chúng ta và đặc biệt là cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên làm cái gì thì làm, phải làm sao ngủ đủ và ngủ ngon, phải không bác sĩ? Dạ vâng, cái điều đó rất là quan trọng. Quên một điều nữa là không có nên cãi lộn với vợ trước khi đi ngủ, hay là với chồng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin thân ái chào tạm biệt.